王哥，王哥，太子。王哥，không được đâu hoàng ơi à. Ông có còn là con người nữa không? Làm sao mà huyết thống của mình ông cũng giết đấy. Mau cho người đi giết chết tên thái tử đó. Nếu không làm được, ngươi đừng hòng được giữ cái mạng này, có biết chưa hả? Dạ, đêm mốt đại nhân. Các ngươi không nghe lời đêm mốt đại nhân nói hay sao? Lập tức đi tìm tên đó, mau đi. Dạ. 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 Ôi trời ơi, con gái tôi, con gái tôi. Trời ơi, đi mẹ coi nào. Có sao không con? Hả? Có đau chỗ nào không? Hả? Hoàng hoàng mẹ thương. Mẹ ơi mẹ. Mansun à. Mansun à. Trời ơi ai đây? Không phải là Mansun nhà chúng ta. Ôn à. Ôn. Dạ thưa công tử. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Muội và các bằng hữu của muội phải sống cho thật tốt, có biết chưa? Dạ. Chung Moon à, ngươi có thể cho ta một chút thời gian có được không? Ở đây có một người ta nhất định phải gặp, nhờ ngươi đó. Lần sau rồi hãy gặp cũng được. Có rất nhiều người đang chờ đợi thái tử. Chúng ta đi thôi. Hai tên tiểu tử này đúng là giỏi quá mà. Thần chết đã tiến sát mấy lần rồi, vậy mà cuối cùng. Đại nhân à, chắc người lo lắng nhiều lắm có phải không? Thần vẫn luôn tin ông trời ở trên cao kia, không bỏ rơi chúng ta. Còn bộ dạng này của ngươi là sao đây? Xin đại nhân thứ lỗi vì đã để cho ngài lo lắng rồi. Hai người phải nhớ đó, đừng có làm cho ta đau lòng nữa. Đa tạ trời đất vì các ngươi đã trở về. Ông nói tên máu Sun, cái này không phải là tên của ta hay sao? Thực sự chữ Sun này đã được viết trên người của ta có phải không? Phải, nếu tên máu này hiện lên thì có thể giúp thái tử giải được độc. Vậy cho nên thái tử mới có thể sống sót sau khi trúng độc qua anh túc. Cái tên máu này chính là cái này rồi. Cái tên máu này không phải là cách tốt nhất để chứng minh thân phận của thái tử hay sao? Đúng vậy đó. Nếu nó có thể chứng minh thân phận thái tử, không phải người có thể quay lại ngôi vua rồi hay sao? Đại nhân có thể chứng minh dùm chuyện này được hay không? Nếu vậy, chúng ta có thể gây khó khăn cho tên đeo móc đó và tên vua giả trong cung nữa. Nếu có thể chứng minh được thì ta đã sớm nói ra rồi. Nhưng chỉ có lời nói của một mình ta thì rất khó. Nếu như bây giờ chúng ta có được Bình Thái Can thì hay biết mấy. Tại sao lại cần Bình Thái Can vậy hả sư phụ? Bởi vì trong Bình Thái Can đó, tiên hoàng đã cất giữ bí mật dùng để chứng minh thân phận của thái tử. Trước đây tiên hoàng đã ghi chép lại việc thái tử thật sự có ẩn giấu tên máu đặc biệt này trên thân thể của mình. Lúc đó rõ ràng tiên hoàng đã nói sẽ cất giấu cái Bình Thái Can ở một nơi nào đó trong cung, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được vị trí của cái bình này. Nếu vậy thì chúng ta nhất định phải tìm cho được cái Bình Thái Can đó thưa đại nhân. Có chuyện lớn rồi, các vị hãy mau chóng rời khỏi đây. Tôi thấy ngoài kia binh lính đang lùng sục khắp nơi để bắt cho được công tử đó. Toàn bộ khu này lục xét kỹ cho ta. Dạ. Có đúng là đeo mốt đại nhân đã tự ta giết tiểu thư Hoa Gên không? Có thật như vậy không? Ông ấy
cũng không ngờ bị cháu gái mình phản bội. Thì ra ngươi cũng biết khóc khi gặp chuyện đau buồn. Gon à, ngươi vẫn là người của ta phải không? Phải, tôi mãi mãi là người của tiểu thư. Hãy bảo vệ thái tử giống như bảo vệ ta. Phải làm như vậy ta mới sống được. Ngươi hiểu chưa? Thuộc hạ sẽ nghe theo mệnh lệnh của tiểu thư. Từ bây giờ cho tới giây phút cuối cùng, đại nhân nói là cánh đồng hoa anh túc đều bị thiêu rụi hết thật rồi à? Trước tiên hạ quan sẽ cố gắng giữ bí mật chuyện này, nhưng mà dù có bịt miệng những người có liên quan thế nào thì chỉ cần qua ngày rằm là sẽ... Đề Mốc đại nhân, ngài phải nghĩ ra cách gì để đối phó đi. Người có chuyện gì vậy? Hội Pion Su quan trọng đối với phụ thân như vậy hay sao? Thậm chí nó còn quan trọng hơn cả huyết thống của chính mình nữa sao? Gia đình của mình quan trọng tới nỗi phụ thân có thể giết đứa cháu mà phụ thân yêu thương hay sao? Cánh đồng hoa anh túc là linh hồn của hội Pion Su. Cho dù nó có là cháu gái của ta đi nữa, chỉ một lần thôi, con đã hy vọng là phụ thân có thể coi trọng gia đình hơn hội Pion Su. Phụ thân nói mình đã mạnh mẽ hơn vì muốn bảo vệ người quan trọng đối với mình. Nếu như không có gia đình để bảo vệ thì hội Pion Su còn có tác dụng gì nữa chứ? Bây giờ ngươi lại dám ở đây dạy bảo ta phải làm người như thế nào sao? Còn đảm bảo là tới cũng cùng, phụ thân sẽ mất hết tất cả những gì mà trước đây phụ thân rất coi trọng, và sẽ chết trong sự đơn độc và đau khổ dằn vặt dai dẳng đó phụ thân à. Sao ngươi lại dám? Quan hệ cha con của chúng ta tới đây thôi, bởi vì chính phụ thân đã từ bỏ đứa con này trước, cho nên đứa con này cũng sẽ từ bỏ phụ thân. Oh.